Gần một tuần nay, khoảng trên 100 hộ dân ở thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động bức xúc vì việc không có nước sinh hoạt giữa mùa nắng nóng do sự cố đường ống nước gặp hư hỏng. Việc thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp cấp nước để khắc phục sự cố chưa thống nhất dẫn đến mất nước dài ngày. Đường ống nước được phát hiện bị đứt vỡ do rỉ nước vào ngày 4 tháng 5. Đây là đường ống dẫn nước loại D160 được chôn ngầm dọc tuyến đường trục của thôn Dưỡng Phú, đoạn qua xóm 1. Phát hiện sự việc, đơn vị cấp nước đã tiến hành kiểm tra, khóa đường ống nước, ngăn thất thoát nước và phục vụ sửa chữa, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Người dân bức xúc vì không có nước sinh hoạt mùa nắng nóng, phải khắc phục tạm thời bằng nhiều cách như đào giếng khoan, xách nước từ các hộ còn bể, giếng trong khu dân cư. Đồng thời, các hộ dân cũng không chấp nhận việc nộp chi phí sửa chữa tuyến ống. Người dân chúng tôi chỉ mua nước từ sau đồng hồ, chứ còn ở trước đồng hồ thì đơn vị chủ quản là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề đấy. Chứ còn bây giờ bảo nói như thế này thế khác thì chúng tôi làm thế nào để đi trông đường ống được. Việc mất nước này ảnh hưởng rất lớn đối với mấy gia đình chúng tôi, đúng vào dịp trời rất nóng mà mất nước. Tại do cái đường ống ở ngay chỗ tôi đứng đây nó bị rò rỉ. Nhưng nhà máy nói rằng do ai đó trong dân sẽ làm nó hỏng. Tôi cho là cái chuyện đó là sự thật thì cũng cứ phải sửa chữa đường nước để cho dân người ta sử dụng. Tuy nhiên, phía đơn vị cấp nước xác định việc vỡ đường ống là do tác động từ đốt rác khiến đường ống sun vỡ, không phải do chất lượng đường ống. Và việc hỏng đường ống tại khu vực xóm 1 thôn Dưỡng Phú đã xảy ra nhiều lần, nên cần chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra, sự phối hợp của người dân trong giữ gìn đường ống nước, đảm bảo cấp nước an toàn. Tại khu vực trên xảy ra rất nhiều lần về cái việc ý thức người dân đốt rác rồi trồng cây gây thủng vỡ đường ống, thì sau đó công ty cũng đã có các cái buổi làm việc, buổi họp trực tiếp với cả người dân khu vực số 1 và dọc đường đất 70 trên. Công ty sẽ hỗ trợ sửa chữa đối với các cái lần đầu do ý thức của người dân không may làm ra. Tuy nhiên những lần về phía sau, trong quá trình chờ các cơ quan chức năng điều tra thì người dân sẽ phối hợp cùng với công ty hỗ trợ kinh phí tạm thời để sửa chữa. Sau này khi cơ quan chức năng xác minh được đối tượng thì cái phần kinh phí trên sẽ được trả lại cho người dân. Chậm khắc phục sự cố do chưa có sự thống nhất giữa người dân và doanh nghiệp không những gây đảo lộn cuộc sống của người dân bởi nước sạch là nhu cầu cấp thiết, đồng thời tạo nhiều dư luận xấu, bức xúc trong nhân dân. Đề nghị ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp sớm có giải pháp để đảm bảo cấp nước cho người dân.